hết bệnh mẹ. Có sức khỏe với má nữa. Con mong chú Phong giúp mẹ con hết bệnh. Mong mẹ con hết bệnh thôi. Mong mẹ con hết bệnh để nuôi con với em. Nếu chú Phong mà đăng tải lên không có cô bác giúp rồi con có buồn chú Phong không? Dạ không. Sao con không buồn? Dạ tại chú Phong cũng cố gắng hết sức rồi, con muốn cứu hai người. Cứu hai người luôn. Thì thôi bây giờ chú Phong hỏi nè, giống như mà chỉ có một sự lựa chọn thôi. Một là mẹ, hai là em con. Thì con chọn ai? Chỉ đau vậy giờ lên đây rồi, con bé lớn có nói gì vậy hả? Nó nói để nó lên nó chăm mẹ cho ba nhà, giờ kiếm tiền mà. Nó nhỏ quá, nó nói gì anh? Nó nói là để cho ba đi làm kiếm tiền đi, nó lên đây nó chăm mẹ nó. Trời, con bé mới 11 tuổi mà đòi lên đây săn sóc cho chị đấy hả? Trời ông nội ơi. Bữa nó bệnh mấy lần trước đi khám rồi, con bé nó ấy không chứ còn ba đi làm. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở ngay khu vực mà Thuận Kiều, Hùng Dương á. Đi với vợ của Phong. Thì bữa nay là Phong nghe một cái thông tin cũng khá là buồn. Thì sức khỏe của một cái người chị đó là chị Vân á, ở dưới mà mỏ Cà Nam Bến Tre thì cũng đang kém. Thì bữa nay là chồng á thì cũng trở lên đây để khám bệnh coi như thế nào. Thì cái hoàn cảnh đó là một cái người vợ thì mang bầu là 31 tuần tuổi, rồi bên cạnh đó là có căn bệnh trong người là bị ung thư máu của anh chị. Rồi cái ở trên cái hàm trên đó thì bây giờ là nhổ ra hết rồi, thì hồi nhổ hết răng rồi. Rồi bên cạnh đó là cái sức khỏe đang ngày càng nó tiến triển rất là kém. Thì nghe được cái thông tin như vậy á thì Phong với vợ Phong lập đập lên đây. Tại vì mấy ngày nay á Phong đăng lên mới cũng một ngày mấy à, thì cũng có khán giả với cô bác Mạnh Thường Quân á xem rồi ủng hộ ít tiền á. Thì biết được cái hoàn cảnh là không có tiền bạc gì hết, thì Phong lên đây là để gửi trước ít tiền để lo săn sóc cho chị dân ở đây. Thì hồi giờ thì Phong cũng mời ông bà cô bác cùng tiến thẳng vô khu ở trong đây để gửi đến những hình ảnh cho ông bà cô bác anh chị luôn nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng với vợ cũng đã tới nơi rồi. Thì em lấy bánh cho anh chị dùng luôn đi, bánh của anh Khải á. Lấy bánh đây. Tại vì Phong cũng đi kiếm theo cái định vị á, tại vì Phong ở dưới quê á thì cũng không biết đường xá gì cô bác anh chị. Đây, xách cái bánh vô, anh chị đang ngồi trong kia kìa. Đây, 46B Thuận Kiều. Đây, cũng đang chờ đợi ở đây. Chào anh nha. Chào. Em là kênh YouTube Phong Nguyễn. Chào. Hôm bữa là em có đi tới gia đình anh á, có chia sẻ chút cái hình ảnh vợ anh với gia đình. Thì bữa đó là hình như là đám tang của bà nội anh đúng không? Dạ đúng rồi, bà nội vợ. Là anh đi làm mộ không? Dạ làm mộ, cũng làm mộ sao? Thì bữa nay tình hình như thế nào mà anh trong lúc mà nửa đêm như vậy mà anh chở vợ anh lên bệnh viện vậy? Tại vì vợ nó yếu, mệt lắm rồi chịu không nổi. Em đưa lên cho đi khám. Hiện tại bây giờ là cũng gần 10 giờ, nay là thứ hai, ngày 22 tháng 8 của anh chị. Thì Phong nghe cái người quen ở dưới quê á là điện nói là bây giờ sức khỏe của chị á là cứ nó lâu lâu nó nhồi lên nó mệt. Thì
Thì Phong nghe biết được cái thông tin như vậy. Và bên cạnh đó là khi hôm qua là em đăng tải lên thì cũng có cô bác Mạnh Thường Quân cũng quan tâm á. Thì quan tâm là thương cho chị Dân ở đây, là một cái hoàn cảnh mà chị mới có 27 tuổi nhưng mà có hai đứa con rồi, nhưng mà lỡ dính một cái đứa sau. Rồi bên cạnh đó là cái sức khỏe của bé nó đang bị vấn đề mà dị tật đúng không anh? Bị thiếu chân. Chị Dân kéo khẩu trang giúp cho em nữa, khán giả cho cô bác thấy, để em khi cô bác quên. Đây. Chị cứ kéo xuống luôn đi, tháo ra luôn đi, không sao đâu. Thì nước giải của chị á, em xin phép, nước giải của chị là cứ chảy liên tục như vậy nè cô chú anh chị. Thật sự là nhìn rất là xót xa luôn. Cứ chảy hoài vậy hả chị? Dạ. Rồi nãy giờ mình có vô mình khám được gì chưa anh? Chưa, hẹn sáng mai mới khám được. Hẹn sáng mai. Sao chỉ mệt như vậy mà người ta chưa không có cho vô nhập viện liền hả? Không biết, nó vô cứ hôm bữa lên cũng lần lần rồi nó không cho, nó chuyện gì thứ hai lên thì lại lên. Nó cho nhập viện nữa. Bữa nay là em thấy nó bị phù lên nhiều đó nè. Chị bây giờ chị nhức như thế nào rồi? Nó nhức lắm là chịu hết nổi hả chị? Rồi mình đi lên đây rồi tiền bạc như thế nào vậy? Thì hỏi nhà gia đình ở dưới họ mượn dòng chùm sớm dùm lên đây thằng lắm tiền không? Dạ. Hỏi dùm đi làm rồi, cũng khổ rồi. Có hai đứa nhỏ nên đâu có dư. Nên nhờ chùm sớm cho mượn người ít ít lên đằng đi đưa vợ lên đằng khám đằng mổ bắt bé ra trị cho vợ em cho khỏe. Bây giờ cũng chịu hết nổi rồi. Nhà nằm rồi. Cái số tiền mà 4 triệu mà hôm kia em trao gia đình cũng còn không chị? Dạ, số tiền đó còn được 1 triệu mấy hả? Là chị sử dụng mục đích gì mà còn có 1 triệu mấy hả? Dạ, tại vì em không có đi xe rò được á. Mọi người cứ kêu em thuê xe dưới lên. Là thuê xe từ ở dưới lên? Dạ. Là tiền này tiền kia là hết là 20 mấy? Đi hai lần. Là chị hình như là có thử máu rồi hả? Không, cái này là lúc ở dưới ngọt có một cái nước biển. Lúc ở dưới là mệt quá chị vô nước biển ở đây. Là từ lúc mấy giờ là anh lên đây ạ? 6 giờ mấy mà lên đây là tới trễ vậy đây. Hiện tại Phong ở đây là gần 10 giờ rồi. Thì bây giờ hiện tại trong người anh là còn tiền bạc gì không? Còn có 1 triệu mấy hay là có thì tiền ai nữa không? Còn có 1 triệu mấy à. Ở dưới mượn giùm mì sáng mơ mới gửi lên tới. Là nhờ ở dưới quê đi mượn á hả? Dạ, nhờ mượn giùm chứ gấp quá em đâu mượn ai được. Vậy anh không có tiền bạc anh đi lên như vậy rồi lỡ người hàng xóm người ta mượn không có thì sao? Ráng chứ sao anh năn nỉ ta chứ giờ vợ nó vậy thì đâu bỏ được. Rồi anh mượn, anh nhờ người ta mượn là bao nhiêu tiền? Cũng không biết nữa, hỏi người mượn ít ít anh ơi chứ đâu có được mượn được nhiều. Mình đâu có đi làm đâu có giả để trả tiền người ta. Anh cứ thoải mái tự nhiên không sao hết. Em cũng ở dưới đồng dưới quê chứ anh đừng có ngại. Thì bữa nay là nghe cái thông tin mà chỉ sức khỏe cũng kém như vậy á. Thì bên cạnh đó là bác sĩ là mong muốn là phẫu thuật sớm để mà điều trị cho chị. Thì em cũng tranh thủ lên đây á. Hôm bữa em tới nhà nhưng mà không có gặp anh. Tại vì anh làm cái ngôi mộ phụ cho bà nội của anh á. Thì bữa chị anh về chị có nói anh không? Có, nói là sao mà không có xuống quay á. Cần gặp anh. Dạ bây giờ là anh với chị là đang ngồi ở đây chờ đợi tiền gửi lên rồi mình mới đóng tiền mới vô ấy. Mới đóng tiền mới vô mổ. Dạ. Đóng tiền là vô mổ luôn hay sao? Dạ, mai đóng tiền xong rồi qua bên bệnh viện Dương mổ. Mổ bắt bé ra xong rồi quay lại cho đẩy cho chị. Còn cái giấy tờ anh cầm trên đây là sao? Giấy xét nghiệm. Giấy xét nghiệm mà. Dạ. Đến ngày 2 đi xét nghiệm quanh rồi. Dạ. Cái này mình hình như có bảo hiểm rồi đúng không anh? Có. Bảo hiểm mình bây giờ mình sử dụng được chưa?
Cũng muốn làm xe gì? Dạ, sử dụng vừa. Rồi, ở đây thì có bánh bía của bên anh Khải, công ty của anh Khải Tân Phúc Khánh á. Thì có gửi cho em á, thì thấy hai vợ chồng trên đây không biết có tiền ăn uống gì không. Hồi chiều giờ anh chị lên rồi có ăn gì chưa? Cũng nãy mới mua cháo, cháo trắng ngoài thì cổng bệnh viện nó bán. Dạ. Thì qua câu chuyện em thấy gia đình gì đâu mà hồi đó giờ lấy với nhau cũng mấy năm rồi. Mấy giờ năm vậy? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Mà tiền bạc sao mà không có dư giả vậy ha? Đi làm đi làm được hơn được dịch Covid, cứ cách ly ở Đồng Nai đâu có làm ăn gì được đâu. Yeah. Ở 6 tháng trời đâu có làm ăn gì. Còn ở không không. Yeah. Bên anh có anh em gì đông không? Bên em có được 2 người chị với nhau em à. Có chồng xa hết rồi. Chồng xa hết. Yeah. Đó lấy bà xã lấy vợ anh là cũng không có cưới hỏi gì hả? Dạ không ạ. Thì chỉ có đăng ký kết hôn thôi. Có đăng ký nhưng mà không có làm đám gì hết. Dạ không. Ừ. Rồi chị đau vậy giờ lên đây rồi con bé lớn có nói gì vậy ha? Nó nói để nó lên chăm mẹ cho ba ngày giờ kiếm tiền mà. Dạ. Nó nhỏ quá không chịu quá thôi để nó nói gì anh? Nó nói là để cho ba đi làm kiếm tiền đi, nó lên đây nó chăm mẹ nó. Trời, con bé mới 11 tuổi mà đòi lên đây săn sóc cho chị đấy hả? Dạ. Trời ông nội ơi, bữa nó bệnh mấy rồi trước đi khám rồi bé. Dạ. Nó nói không chứ ba đi làm không? Giờ mẹ quá, mẹ nó giờ đi mình đâu nổi, nó nhỏ quá mà đâu có dẫn về mẹ nó được. Trời ơi, là nó kêu anh đi làm hả? Kêu anh đi làm giờ nó lên đây nó nuôi cho mẹ nó, mình chăm giữ mẹ nó. Trời ơi, giờ anh nói nó làm sao? Khi nó ở nhà thì nói nó thôi, con ở nhà để ba đi chơi, con nhỏ lên đây đâu có chăm mẹ được đâu mà. Dạ. Giờ nó có khóc gì không anh? Có nha, nó khóc, nó thương mẹ nó. Cứ đi lên cái điện thoại của dì Hai nó nhắn tin, nó kêu ba ráng lo cho mẹ khỏe nha ba. Dạ. Vậy là nó kêu anh đi làm để kiếm tiền gửi lên cho chị ở đây, chị bệnh đó hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, con bé phải nói là em thật sự là em rất là mừng cho anh với chị luôn á. Có đứa con mà nó quan tâm và nó biết ba biết mẹ rồi biết người xung quanh vậy. Nó đi học mà nó có lấy tiền không anh? Không, cho lấy. Dạ. Cho thôi, có tiền cho không có thôi. Dạ. Mà như cho nó cũng không lấy hả? Dạ. Dạ. Hôm bữa nó nói thấy ba với mẹ làm cực khổ với mẹ bệnh vậy đó. Cho nó đi dành. Dạ. Thấy hình như là nó mái nhiều không chị? Cái thai nó mái nhiều không mà thấy chị thấy hình như cũng hơi mệt hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. 35 tuổi hả? 35 hả? Dạ. 35 tuổi là bằng tuổi em luôn á. 88. Đúng rồi. Em cũng 35 luôn, 88 luôn á. Hai em với anh là bằng nhau đó. Dạ. Dạ. Em may mắn hơn á là hôm bữa làm thăm cái người chị là chị Tiền á, chị Tiền bị điện giật cắt cục tay cục chân á, là ở ngay Thành Lộc Tiền Giang. Là chị cũng 35 tuổi luôn. Ở đây thì có anh là anh tên gì em quên rồi. Tên Nhã. Dạ. Tên Nhã. Anh Nhã. Anh Nhã cũng 35 tuổi luôn. Rồi gia đình như vậy nè. Rồi giờ cái mũi với cái miệng nó phù lên như vậy là bác sĩ có nói như thế nào, có chữa được không anh? Giờ kêu là nói là như bắt bé ra đang trị cho mẹ đó. À, nó bắt bé ra để trị cho mẹ. Trị cho mẹ nó, nói chung là bệnh mẹ nó cũng nói là khó trị lắm, nặng lắm. Có gì hả? Rồi anh nghe bác sĩ nói như vậy chứ chị nghe là chị cảm nhận như thế nào không? Giờ thì cũng ráng thôi chứ. Này không có con gái ở bên rồi. Giờ giờ bác sĩ có rất hết sức thôi chứ vậy. Giờ mình dán mình niệm Phật rồi chứ cho tâm nó thanh thản. Rồi em thì cũng cầu mong cho cái đoạn video clip á bạn đăng tải gia đình á thì có cô bác thương rồi gửi quà dán cứu chị để lo để cho chị về còn lo cho gia đình, lo cho hai đứa nhỏ nữa. Rồi, thấy càng ngày nó càng phù lên nè. À, cái hàm răng trên bây giờ là nhổ hết hả chị? Dạ. Giờ hai đứa nhỏ nó ở nhà rồi ai lo cho nó? Chị cũng nhờ em vợ nhỏ em á nhà. Dạ. Có em ruột anh ha là em vợ
mà em chú bác với vợ em nè. Dạ, nó coi giùm. Bây giờ gia đình em cũng đâu có ai đâu. Mẹ anh lên vậy là mẹ có lấy đồ ăn thức uống cho chị đây ăn không? Mua gì nó đâu ăn uống gì được đâu anh. Dạ. Uống nước không à? Uống nước không à? Dạ, uống nước còn chảy em lum mà đâu ăn uống gì được mấy tháng nay rồi. Lấy cái khăn chậm đi nữa. Uống vô mà đã đời vậy anh. Thôi được rồi, uống miếng thôi. Đã đời thì đã uống một miếng thôi. Uống ít được rồi. Uống nước mà còn thôi. Cực khổ vậy đây. Không có đem gì sửa chùa hết trơn. Trời ơi, mới uống không biết mà nhớt nhau rồi, nhiễu nhão quá trời. Nè, anh lên đây mà anh không có đem khăn vậy cho chị. Có, nè anh đi, không đem xuống anh. Bỏ anh lên chỗ nào. Trời ơi. Đi không đi thì kêu từ à, đi, rồi. Bỏ chạy. Đang nằm ngủ như mình chùi luôn đi lấy cái khẩu trang chùi đi rồi tên đâu đi đâu đâu mà ở trên đây có bán ấy không à lấy lau cho chị để nó ấy nhiễm trùng chết luôn á anh xin phép đây chị rồi hỏi cô chú anh chị xem thấy đã đời cho đất không. Tự dưới quê lên đây mà không có tiền bạc gì hết trơn á. Lên đây rồi đang chờ có tiền mà dưới quê mà gửi lên rồi đi giao ngoài cái ATM gì á. Rút dao mà để đóng tiền mà để chữa bệnh về nữa. Hai vợ chồng lên rồi ngồi chỉ chờ đợi thôi. Tại vì không có tiền mà đâu có làm gì được đâu cô bác anh chị. Thì cô chú anh chị thấy nè. Ngồi mà uống nước thôi cũng đã khó khăn rồi. Chị không ăn uống gì vậy là sao chịu nổi, sức đâu mà ấy nổi. Trời ơi, em cũng muốn ăn lắm chứ mà đói chứ mà ăn không được, uống không được. Ăn không được, uống không được gì hết trơn vậy đó. Trời ơi. Cái lỗ mũi, cái miệng nó cứ phình, nó bự lên vậy hoài à. Dạ, anh lấy đi anh. Lấy cho chị anh, trời ơi, để nhiễm trùng chết luôn á. Trời ơi, nội ơi. Mình sống mà có sức khỏe sao làm cũng được hết. Mà lỡ mà bệnh một cái rồi đó là nhà cửa tiền bạc là cũng tiêu tan hết chứ đâu có mà chịu nổi đâu. Ê, mình ở dưới quê, chị với anh này ở dưới quê mà mỏ Cà Nam Bến Tre cũng dưới là chủ yếu là người ta có đất đi nữa, người ta cũng trồng dừa đồ với trồng cái này cái kia cũng không có giá trị á. Còn lên đất Sài Gòn là đi ra nội mà ăn hộp cơm thôi, uống ly nước thôi là tiền không à. Đó, vậy là em nghe là anh chị lên đây á là em lật đật, có cô bác cũng có cho chút đỉnh á, em lật đật chạy lên đây để đóng tiền đồ viện phí đồ đỡ cũng đỡ rồi lo mà ăn uống cũng đỡ yên tâm phần nào chứ bệnh mà không có tiền thì giáo mà bệnh này chắc lúc nào cũng thủ mà khăn này thôi. Dạ. Rồi đi lên đây rồi mấy đứa nhỏ không biết cơm nước ở dưới làm sao nữa. Có gì thì nhờ dạ. Rồi hôm nay giờ anh đi làm mà anh lấy cái mít vô đi anh. Hôm nay lấy cái mít gỗ chị vợ anh á. Thấy không khi anh lấy thì nó dễ hơn. Thấy anh cầm trên tay luôn đi, để gần ngay đây nè. Cái bữa nay công việc anh nó dưới nó thu nhập ổn không? Nói chung em làm đi nuôi tôm vuông tháng được có 6 triệu anh ơi. Nuôi tôm hả? Dạ nuôi tôm, nói chung là tôm nếu mà nuôi mà nó ngon lành nó về á, nó không bệnh hoạn gì hết thì mình có được tiền thưởng. Nhưng là đợi nuôi về đâu có tiền thưởng đâu. Là nuôi tôm giùm người ta hả? Không, nuôi tôm công nghiệp á. Tôm công nghiệp. Nuôi cho người ta. Ví dụ mà nuôi mà nó về hai mấy con, 30 con ký á thì được tiền thưởng. Tất cả cũng có là mình nuôi là được hiệu quả là có thưởng. Dạ, không thì cứ tiền lương thôi. Dạ dạ. Sức khỏe anh tốt không mà em thấy lâu lâu cái cơ mặt anh nó hơi bị giật giật á, là có bị gì không? Mấy ngày nay là đám ma nhà à. Làm ngủ nghe không được với vợ nó bị bệnh canh nó đâu dám ngủ đâu. Dạ. Ngủ cứ nằm nó rên lâu nó rên hoài. Dạ. Bình thường kêu còn nói lời, nay kêu nó không nói lời. Chị, anh chị quen sao mà rồi cưới nhau vậy? Dạ. Đó anh chị quen sao mà cưới? Hồi đi chơi thì gặp quen, không phải là gần nhà.
Thì gặp nhau rồi quen thời gian cũng lâu lắm mới mà ở đây với vợ em về nhà cũng gần nhau. Dạ. Biết nhau lâu rồi. Mẹ em cũng mất rồi, vợ em cũng đang bệnh. Là bên anh là mẹ anh cũng mất rồi. Mẹ mất rồi, giờ em đang bị tai biến, giờ đang ở ngoài ba trăm ngoài. Ba anh bị tai biến, còn cái chị này thì ba mất, dạ. Mẹ thì đi theo người khác. Trời, khổ hết sức. Nhà bên chị ở đây thì không có anh chị em gì hết không anh? Dạ không, mình. Có mình vậy thôi. Dạ. Còn bên anh thì được ba người hả? Bốn người. Bốn người. Mà ai cũng khó khăn hết. Ai cũng khó khăn, có chồng dạ. Xa hết. Là anh lên đây là anh nhờ bà con bên anh kiếm vay tiền anh mượn hả? Dạ, anh mượn giùm. Mà nãy anh điện thoại xuống dưới là có được bao nhiêu chưa? Nói gì có gì sáng ngày chút ông gửi lên giùm nhưng chưa gửi lên giùm hả? Ông chuyển lên thì dùm. Nếu nếu mà vô như vậy đó là khoảng bao nhiêu tiền anh độ mới đủ? Dạ em cũng không biết anh ơi. Vô bác sĩ nói quá cao rồi sao là mình cao phải chở về hay sao? Nếu mà không khen thì mình chở về như vậy sao vậy anh? Về dạ, thì dạ. Có nhiêu tiền mình trị nhiêu tiền thôi. Nhưng mà hết tiền đó thì cũng không biết làm sao hết tiền, nhất vợ chồng ấm bụng dẫn nhau về. Hôm bữa bác sĩ nói nếu mà mổ bắt con ra thì báo chị là bao nhiêu tiền? Nó có đó, không có báo chứ. Không có báo hả? À? Tại vì mình chưa có tiền, mình chưa có hỏi đúng không? Nó báo giá. Mà bây giờ là bảo hiểm thì cái này là đi đúng đúng tiếng không? Có giấy chuyển viện gì không? Dạ về thì hôm bữa thứ 6 đi xin giấy rồi anh. Là xin giấy rồi đúng không? Dạ, giờ lên là chuyển viện rồi. Mà em nghĩ là chắc có giấy chuyển tiếng mà có bảo hiểm rồi thì nó cũng không có cao đâu. Dạ. Nhưng mà lúc nào vô bệnh viện thì người ta cũng lấy cái số mà cao đó, có gì người ta sẽ trả lại. Dạ. Thì bây giờ anh chị có đói bụng gì không? Không. Còn nhiều không em dẫn ra ngoài đây ăn cho nó ấy. Cháu rồi, nó nói con cháu ăn rồi. Thì sáng thì có người ta có vòng vòng mấy bệnh viện hay có phát cơm từ thiện á, anh lấy anh dùng cũng được. Dạ. Mua đồ ăn thức uống cho chị uống chị sữa cho chị cho dạ. Cho vợ ăn thôi chứ còn đây anh sao được mà. Là bác sĩ phát bệnh ở đây là bao lâu rồi anh? 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Là bác sĩ nó bị ung thư máu hả? Nói chung mới đầu là không có nói chung máu u ác mà u ác tính à? Dạ, u ác tính của nú hàm trên à. Xong nằm trong bú bú về xong rồi kêu mổ dạ. Mổ xong về nhà thì im được đâu mấy ngày á, cái sao nó sưng quá lên lại thì cái bác con đều đẩy nằm tầng lần thứ hai. Là cái này mới đầu là chỉ mổ thôi chứ không biết là làm u gì đúng không anh? U ác. U ác luôn hả? U ác của nú hàm trên. Trời nó vậy là đầu tiên đi khám nó như vậy đó, nó kêu là phải mổ. Dạ. Rồi mổ xong rồi sao giờ về cái lúc chưa mổ không sao, lúc mổ sưng vậy luôn. Mổ là lúc, nè. Lúc mà chưa có mổ á thì không có sao. Không sưng mấy. Nhưng không. Mà mổ xong rồi á thì nó phù lên vậy nè. Phù lên. Xin lỗi quay xin lỗi sát khuôn mặt của chị cho cô chú anh chị xem. Đó, em cứ ngước chị ngước ngước lên xích lên á. Zoom lên cho cô bác chị xem. Thì cái bệnh tật á thì cũng không có ai mong muốn hết. Nhưng mà Phong muốn chia sẻ nó cặn kẽ chi tiết. Hình ảnh của chị ở đây á để cho bà cô bác xem rồi có thương á có giúp được phần nào đó thì Phong thật sự là Phong rất là mừng luôn. Tại vì qua nay á là nói chung á là mạnh thường quân điện em á thì được người nào á phải nói chung á 50 hoặc là 100 hoặc là như thế nào nữa, nói chung phần quà cỡ nào đi nữa Phong cũng rất là mừng. Tại vì hoàn cảnh ở đây nó quá là đặc biệt. Và bên cạnh đó là một cái đứa con nhỏ mà mới có 11 tuổi à. Nó là hiếu thảo và nó lo cho mẹ nó. Là nó năn nỉ mà nó xin Phong mà nó khóc mà nó cầm tay Phong mà nói là cầu mong cho cứu được mẹ với em. Thì thật sự là Phong cũng cố gắng. Thì bữa nay á thì thay vì bây giờ cũng 10 giờ mấy gần 11 giờ đêm rồi, thay vì Phong ở nhà cũng vẫn được, nhưng mà khi mà nghe biết cái tình trạng sức khỏe của chị Dân ở đây á, là đang rất là kém, rồi trong khi đó là đang chờ những cái phần tiền mà ở dưới quê mà để đi vay mượn từ những người bà con á. Thì gia mượn thì cũng không biết là có được bao nhiêu hay là người ta có cho mượn hay không nữa. Nên là Phong mới tất tốc đi với vợ Phong đó là chạy từ công an mà chạy đến đây cũng gần một tiếng đồng hồ. Thì đó cũng là cái lý do. Thì thôi bây giờ thì thôi để cho anh chị nó đỡ yên tâm hơn có phần nào đó. Thì em cũng nói chung là phần tiền của Mạnh Thường Quân thì em cũng đã giữ nhưng mà cũng không có được nhiều. Nhưng mà em cũng xin chích ra trước. Thì khi nào là sức khỏe chị ổn hay là như thế nào đó mình có thể là em lúc đó là có công Mạnh Thường Quân gửi thêm á yeah. Thì em sẽ công bố công khai lên rõ ràng từng cô bác anh chị rồi. Không bây giờ thì em cũng xin phép gửi trước ít tiền nha dạ yeah, dạ yeah.
Thì ở đây thì Phong Nguyễn cũng xin gửi trước cho anh chị ở đây là 10 triệu. Gửi cho anh chị 10 triệu ở đây trước để chi phí tiền mà khám bệnh, chứ mà đi lại ăn uống ở đây. Thì Phong nghĩ ở dưới quê á, là vay mượn cái số tiền mà 1-2 triệu là cũng rất là khó khăn rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì thôi thì cho em gửi anh với chị cho vững lòng đi. Thì anh chị cứ điếm rồi đi, để con thiếu. Tại hôm nãy em đi giúp cái mấy chỗ ATM nhưng mà nó hết không à. Thấy giúp chỗ này tiền lẻ không à. Anh chị điếm đi để mất công, giờ nó thiếu rồi mà không có bán nữa. Dạ, anh điếm đi. Được anh. Dạ dạ. Dạ, chị cứ giữ đi. Anh cũng nhờ anh không nói gì, giờ cho em gửi lời cảm ơn mấy mạnh quân nhìn giúp thẳng lên cái máy ảnh rồi. Giúp đỡ cho vợ chồng em, cho vợ em chữa bệnh. Em không biết nói gì. Em chỉ biết cho anh gửi lời cảm ơn. Dạ, cùng chị Dân có muốn nói gì không? Con cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ em. Có tiền tự bệnh con biết là cảm ơn mạnh quân nhiều. Thì trong cái lúc mà khó khăn mà ngặt nghèo nhất thì phải nói là Phong đăng tải lên đó mà có cô bác mà quan tâm, mà thương cho gia đình của anh chị ở đây là Phong thật sự là mừng lắm. Mừng nhất á là một cái đứa trẻ nhỏ, là con gái của chị 11 tuổi, là bé tên gì chị? Hồng Diễm. Hồng Diễm hả? Đáng lẽ là Phong sắp xếp là khoảng là 2-3 ngày nữa là Phong đi xuống, tại vì theo ý với theo lời của Mạnh Thường Quân á, là Phong Mạnh Thường Quân nói là xuống gia đình á thì chắc có lẽ là gửi tiền cũng không có ai mà mua bánh rồi đồ ăn thức uống gì hết. Rồi nói Phong á thu xếp mua đồ ăn sữa sùng rồi bánh trái cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà chưa lật đật mà đang mừng mà nghe cái thông tin là chỉ đi lên đây cùng với chồng rồi. Là đang bệnh mà khó khăn thì bác sĩ là kêu phải dán mà kiếm tiền để mà phẫu thuật mà để bắt bé ra. Thì Phong chưa làm được cái điều đó, nhưng mà chỉ là lên đây rồi. Thì Phong thì cũng mong muốn cho cái ca phẫu thuật nó thành công. Rồi bên cạnh đó sức khỏe của chị á, là sau những lần xạ trị, tại vì chị ở đây là bệnh ung thư á, thì phải xạ trị. Tại vì bắt đứa nhỏ ra thì mình bỏ vô cái lồng kính là sao anh? Nuôi lồng kính anh. À, nuôi trong lồng kính. Thì khi mà nghe mà bé nó bị là dị tật, cái tay nó còn có 3 ngón à. Chân. Rồi, chân hả? Chân còn 3 ngón. Dạ. Và bên cạnh đó là thận là yếu. Dạ. Thì anh có suy nghĩ là cái vấn đề như thế nào không? Ông suy nghĩ ở đây em hai chồng em cũng tính là chỉ nói là bây giờ thì cứ sinh ra rồi cứu được thì cứu, nuôi được thì nuôi. Dạ, dạ. Nó có duyên làm con mình thì làm, còn dưỡng được thì thôi. Dạ. Chứ cứu mẹ chứ giờ đâu có bỏ. Rồi bác sĩ có tư vấn là mình có nên bỏ hay là mình để nuôi không anh? Có tư vấn. Dạ. Có nói gì không? Không có nói gì hết anh ơi. À, chỉ nói là giờ kêu gia đình này chấp nhận mổ hay không thôi. Dạ, có chấp. Dạ. Nhận mổ hay không. Dạ. Còn cái việc mà sự sống của đứa bé là do gia đình tự quyết định. Dạ. Thì tới ngày hôm nay là bầu tới nay là mấy tháng rồi anh? Dạ được 31 tuần rồi. 31 tuần là cũng 7 tháng mấy đúng không anh? Dạ. Dạ. Thì em cũng không biết nói gì hơn hết. Tại vì em cũng còn nhớ cái lời nói của con anh á. Là dạ. Em nhớ mãi. Em thì cũng cố gắng thôi. Còn cái việc mà tiếp theo thì cũng mong, cầu mong ông trời thì cũng có bác thì cũng nhìn xuống cũng giúp cho gia đình anh hay không. Còn mình cứ mình niệm Phật, hoặc là cho cái đầu óc, cho cái tinh thần mình cho nhẹ nhàng nha. Dạ dạ. Dạ. Thì có cô bác nào đó thì giúp đỡ mình thêm hoặc là như thế nào đó thì em thật sự là em cũng rất là mừng cho gia đình anh. Dạ. Thì bây giờ chị thấy có tiền rồi chị vui không? Dạ vui. Đừng có buồn nữa nha. Dạ. Hôm bữa gì đâu mà vô mà khóc quá trời. Bữa thấy anh đi làm phụ mã đó, anh cho em á, đáng lẽ là nhờ cô bác đầu kêu anh về để trò chuyện anh cũng được. Nhưng mà thôi, cái công việc, cái cuộc sống mà. Chứ bên cạnh đó em đăng tải lên rồi cũng không biết là có Mạnh Thường Quân giúp hay không nữa. Yeah. Nên mà anh cứ làm cái gì thì cứ làm. Rồi bên cạnh đó em thì cứ đăng tải lên, thì được cô bác nào thì hay cô bác đó. Yeah. Tại vì bệnh này á, thì đâu phải là 5-10 triệu hay là 1-20 triệu mà có thể là trị được đâu. Phải cần có số tiền lớn nữa. Yeah. Thì em thì em cố gắng hết sức. Thì hồi giờ thì hồi anh có chị có muốn nói gì thêm nữa không? Anh nhà không biết nói gì. Ý, anh mừng không? Mừng với anh. Có tiền trị bệnh cho vợ mừng. Dạ. Cái 10 triệu này là anh làm khoảng bao lâu mới được? Gần 2 tháng.
Gần 2 tháng. Dạ, gần 2 tháng. Là làm cực lực luôn hay sao? Dạ thì làm ngày nào cũng làm không được nghỉ. Ngày nào cũng làm luôn là cả 2 tháng trời mới được 10 triệu này. Dạ. Rồi hôm nay là anh làm bao nhiêu là lo cho chị bị bệnh hết? Dạ thì làm nhiêu gửi về, làm nhiêu gửi về ứng trước không à. Làm mà... ứng trước gửi về. Con cái đi học hành rồi uống sữa sùng rồi nữa đúng không anh? Dạ. Dạ. Chị cất tiền cẩn thận nha, để nhầm khi cái chỗ bệnh viện mình không phải là nói xấu hay là nói tốt ai hết. Dạ. Nhưng mà chỗ bệnh viện á, nhầm khi có người tốt cũng có bên cạnh nó có phần nhỏ nào đó. Dạ. Thì lúc nào người ta cũng thông báo là giữ gìn điện thoại đồ với tiền bạc cẩn thận á. Dạ. Mình ở dưới quê mình lên từng đồng từng cắt gom rồi bỏ túi sách là cũng nhầm khi bị độc luôn á. Dạ. Cái này dán mà bỏ cẩn thận, tiền cô bác cũng làm cực khổ để gửi cho anh với gia đình á. Dạ. Rồi thôi chắc tối em cũng thu xếp đi về quá. Tại vì giờ em đăng tải lên coi có cô bác nào giúp thêm á thì em hỗ trợ thêm. Còn ngày mai hoặc là chừng nào có mổ xong có báo cho em nha. Dạ, dạ. Báo cho em có gì em chạy lên. Dạ. Về tiền bạc sau đó thì nói cho em biết ha. Thôi thì Phong Nguyễn á là cũng lên ngay chỗ đây rồi, cũng ngay khu vực Thuận Kiều, Phùng Dương của anh chị. Thì nãy trò chuyện với anh chị ở đây thì anh tên gì quên mất tiêu, anh Nhã với chị Dân á là cũng xong xuôi hết rồi. Thì trong cái lúc mà cấp bách nhất á thì Phong muốn gửi cái phần tiền trước là cũng là 10 triệu từ phía những cô bác mạnh thường quân mấy bữa nay là gửi cho Phong á, nhưng mà Phong chưa có đọc tên và công khai tại vì đang cấp bách. Thì trong khoảng thời gian sắp tới á, khi mà về hoặc là sức khỏe của chị ổn lại á thì Phong sẽ đọc tên tất cả những mạnh thường quân. Và bên cạnh đó thì Phong cũng mong muốn là có thêm những cô bác xem qua và nhìn thấy những cái hình ảnh này á thì có giúp được cái điều gì đó, có thể là từng lời nói, những câu nói hoặc là những cái phần quà thì Phong thật sự là Phong rất là chân thành cảm ơn luôn. Thì thôi thì bây giờ thì Phong cũng khép chương trình tại đây và cũng không quên chúc cho chị Dân ở đây thì ca phẫu thuật thành công tốt đẹp để về với chồng với hai đứa con yêu dấu nữa. Thì thôi Phong Nguyễn chào bà cô bác nha, hẹn bà cô bác những đoạn video tiếp theo.